Hello, chào anh em tới fanpage gà chọi miền Trung. Lâu lắm rồi chưa lên lại quay gà vịt cho anh em xem. Hôm nay trưa nay rảnh rỗi nhưng mà quay cho anh em xem mấy con gà tơ tơ của mình. Hiện tại cho anh em xem một gà tía trạng 3 kg. Gà thì mới nhấp thôi, chưa vô chế độ giạc nào hết. Ngày hôm trước thì mình mới nhảy được chắc cũng tầm 15-20 phút rồi ạ. Nhảy với con gà sành hơn. Nói chung là tập vợt vậy nó. Giờ này có chắc là vừa chạy gà Tết luôn anh em ơi. Gà có này là Tết chơi vô tư. Có sợ có đôi khi có thể là trước Tết luôn. Hiện tại thì nó đã cắt tai rồi. Tía thì cà ráo, nói chung là phần khung mình thì cũng cái ổn nhưng mà còn so với còn thì nó hơi mỏng tí. Đã vắng mặt một thời gian rồi mà không quay gà cho anh em. Tối nay gà vịt thì nó cũng rất là hạn chế việc quay rồi up YouTube rồi. Giờ nó chỉ cho mình quay up Facebook hay là fanpage chơi vậy thôi. Cái này gà vịt buôn bán khá là chán. Đi túc cái gì mà túc gà mùa này thì mình đang ở tháng 10 mùa mưa thì những con gà mà lông cổ nó chưa bắn thường sẽ bắn ra lông còng. Đôi khi mấy con gà này nhảy thì nó cũng sẽ yếu chân để sức lực nuôi lông, trong kia mình còn hai em tơ tơ nữa. Tím vô mình quay cho anh em xem. Nhóc đúng cho nó đứng nắng xíu. Nhát nội. Gà này bộ gân khá là tốt, gân cuốc ok, con dê hiện tại mình đang cho nó ăn mấy cua mới đẻ. Thường nó thích ăn vỏ ốc và đồ cua ốc tôm này cho có canxi sao ạ. Nãy giờ là bút ba em rồi đó. Tía chân vàng, chân thì hơi khô, đuôi lâu cánh sáo. Rồi con mình vô đây mình quay cho anh em xem một bầy gà con vừa mới nở, trông khá là đẹp. Nhìn mấy em trông rất là dễ thương. Đây.
trứng ở đây khi mỏ. Cái này chắc ngày mai cho nó xuống đất thôi. Hiện tại nó đang ở trên một gốc cây. Ghe nuôi khá là điều đề.